Chào cả nhà, chào cả nhà. Tôi quá áo quá còn chưa bé vô bé bầu. Hello, chào cả nhà, chào cả nhà. Bữa nay là mấy anh em mình đi đi Costco để mua thức ăn lương thực cho chợ dưỡng lão. Family. Cho chợ dưỡng lão. Ở người sao là ở hai ông cô nội. Costco hôm nay đó. Bắt đầu hello đó. Bị lây bệnh COVID hết cả nhà luôn. Bị lây bệnh cho người ta. Đó, COVID hết cả nhà mọi người. Mà nhưng mà giờ COVID cũng giống cảm hết rồi. Tại vì ai cũng giống cảm, ai cũng chích người vậy là giống cảm. Thì mình đi vô shopping mình chịu khó đeo khẩu trang vô thôi đó. Chứ bây giờ ngoài đường cũng đầy hết trơn như vậy đó. Mà giống cảm ai cũng chích ngừa rồi bệnh rồi vài bữa rồi hết à đó. Mà tại vì hằng biết COVID, mình cũng làm biến test nữa, cái xong cái tự nhiên sao mà hằng không có thấy là hằng có mùi vậy vậy hết trơn. Ăn cái gì cũng không nghe mùi, mà ăn cái gì cũng không nghe mặn, không nghe lạc, không nghe gì. Mình nói, chết mẹ cái gì vậy, sao giống cái đợt trước quá. Tại vì đợt trước hồi mấy cái mùa dịch 2 năm trước đó, hằng bị một lần mất tiêu mùi vị cảm giác luôn. 3 tháng sau hằng mới lấy lại được mùi vị. Cái bây giờ nó ủa sao vậy ta, thì ra cái mới biết mình test thử mình bị COVID rồi, cả nhà bị COVID hết luôn. Giờ thằng nào thằng nấy cũng uống thuốc, uống chanh rồi thằng nào cũng ho khẹt khẹt. Uống bia giờ hết à? Bữa kia hằng ông Bình trước nha, thật sự hằng không biết ông Bình lây trước cho mọi người hay là ai. Tại vì anh Bình mấy bữa anh Bình đi làm nên anh Bình bệnh trước, anh Bình ớn lạnh trong xương lạnh ra, tự nhiên Bình xong mới tới hằng đó. Hằng xong cái bữa kia anh Quyền, giờ bữa nay tới Phi Vũ rồi. Phi Vũ giờ nặng rồi kìa. Đó, Phi Vũ nặng rồi. Đâu có đi, nãy cũng không đi nhà luôn. Phi Vũ nặng rồi. Rồi anh Hùng cũng uống chanh rồi, uống thuốc mấy ngày nay phải không? Bớt. Anh Hùng bớt rồi, còn Sĩ bị chưa? Sĩ chưa bị, Sĩ nó mập quá rồi, căng nó mạnh. Nếu bị chắc bị sau cuộc tại đại ai cũng khỏe xong chắc là kêu bị sau cuộc tại COVID nó nhảy qua nhảy lại á. Thì ông nhảy tới Kevin, cái Kevin uống nước nhiều vô cái cho nó khỏe. Không, bây giờ biết vậy á là Kevin phải uống nước nhiều vô đây. Uống nước cam. Nước cam thấy nước là tốt nhất. Nước gì có vitamin cho nên Costco, bây giờ cam. Đi Costco mua nước cam, mua chút, mua này mua kia về uống chút vô nó cũng ngay gì đó cho chống lại cái đề kháng á. Nước cam mà tốt nha. Cái COVID thì mình chỉ có ăn trái cây uống rồi thôi. Có cái loại phôi là ha. Nước kia chứ đâu có uống thuốc gì, uống thuốc Tylenol đâu thôi mọi người. Mà hằng hôm ngày là cả tuần rồi. Gì Costco có bán giấm không? 4-5 ngày à, chắc có. Đó bây giờ mình nếu không có vô chợ Việt Nam mình mua một can giấm về, cái xong mình đổ vô cái nồi mình bắt lên cái bếp mình cứ nấu cho nó sôi hoài thì cái mùi giấm nó bay tỏa lan trong nhà đó hửi. Thì người ta nói người ta nói xong vậy đó là nó tiệt mấy cái vi khuẩn đó. Thì có lúc mà 2003 có H1N1 ta nấu giấm. Cô Quýnh là lấy cô nhắc mà chị hết chị ơi, giấm chị cô đắt hả? Ông Hùng nói mua cho anh trai cô nhắc đi rồi xong rồi chị. Ừ, xong rồi nhắc luôn. Đồ chai dầu xăng tốt hơn xăm chai dầu xăng tốt. Hồi bữa kia hàng tính nấu nó xong rồi có cửa hàng nấu xong. Nấu hai nhà kình lên xong. Tới hồi mình tưởng đâu là cảm bình thường, thật sự quên mất tiêu luôn, cái COVID không để ý luôn. Tới hồi mình nhớ sợ, ủa sao bây giờ mùi vậy vậy tôi không nghe. Rồi cái đi test COVID. Đúng là mình bị COVID. Ôi trời. Kệ đi. Rồi cũng giống mà nghĩ là giờ cũng giống cảm thôi. Ai cũng cái mùa này ai cũng chích ngừa rồi thì COVID cũng giống cảm thôi. Bây giờ mình đi ra shopping này mình chịu khó đeo khẩu trang vô. Mà thật sự bây giờ đi ra đầy đường cũng không ai đeo. Rồi bao nhiêu người nhiễm COVID luôn cũng có biết ai nhiễm không nhiễm, tại giống cảm vậy thôi đó. Chứ có chích ngừa rồi thì nói chung nó đỡ thôi. Phải giống như thời đầu tiên không có thuốc chích ngừa. Cái thời lúc mà cái mùa COVID mấy năm trước cao điểm, miễn ai bị COVID một cái người đó giống như bị cùi củi vậy đó. Người ta sợ, người ta tránh né. 10 người, 9 người đi. Mà bị chết nhiều quá. Mà Mỹ hay hôm giờ cái ông kia
ra thuốc để lên, ra thuốc để lên. Công nhận cái mùa Covid ghê thiệt. Có thuốc nửa năm sau có thuốc ra. Chồng của cái em mà đã qua, rồi qua đây rủ mình đi ăn bún riêu đó, đã có kinh doanh không ta? Không có hả? Bữa đó không có. Cái cô và bữa hai mẹ con đó hả? Là chồng của em đó bị bệnh Covid chết đó, còn trẻ vậy đó, nó phát lên cái hai tuần là không biết á, tại không biết. Hai tuần chết, tại lúc cái mùa gộ nhất Covid đó. Ở trong đây có nào báo cáo trước chưa? Chưa. Đó, bệnh Covid nào báo cáo từ chối rồi lên nói sẵn đây nha, để chết không kịp từ chối đó. Trước thì báo cáo trước đi, họ báo cáo trước cho cháu uống cái chai. Chăn chối. Chăn chối là có chăn chối cái gì vậy? Có gì à? Có tài sản gì đấy lại tài sản. Rồi ai có chăn chối gì không? Ông Hùng chiến sĩ có chăn chối gì không? Có giao tài sản cho ai không? Không bị bán nè, không chết rồi, không có cô nhắc chị rồi. Có để lại phút stem nhé. Còn dùng, còn cơ sĩ thì có phút stem thôi phải không? Để lại phút stem. Viết gì chú cho ai chưa? Viết sức qua cầu xài. Nó sẽ viết gì chú cho anh sói sót. Muốn theo qua muốn chôn. Bây giờ cái này chắc thiêu quá không có tiền chôn. Bây giờ nuôi cá mập. Cái này thiêu không có tống lửa mà ở không à, cháy hết rồi. Là lấy dầu để nó nấu cái chiên. Vậy ha, vậy là cái này thiêu quá. Thiêu đi. Thiêu. Thằng hay quay không? Thiêu. Da giòn. Đem cho có phun suối gãi phải không? Biển hả? Biển không có cô ba. Nó rộng rãi hơn. Xuống biển xuống. Cá mập không ha, không có cô ba đâu. Biển á, muốn bơi ra bơi phải không? Sĩ ra đó, sĩ ra đó kiếp sống tôi nó bị ở suối và kiếp chết sao kêu tôi xuống suối nữa. Giao hết tài sản cho sói sót không? Giết chị chứ vô. Chị chú vô cho sói sót thôi. Có phối dưới nhiều để vô. Có tặng bông hồng gì không? Cũng được, cũng được, bỏ bông thôi nha, cho nhiều quá mới tiền mua. có cần tặng xe dầu xăng không? Tôi đem một thùng dầu xăng tới cho sĩ nha. Cần mấy người đi đó. Càng đâu càng tốt. Hết anh em trong gia đình phải không? Hết anh em luôn. Hết tất cả. Đưa tiễn lần cuối phải không? Có anh Bình chết còn có anh Hùng bưng bưng di ảnh. Có càng ai bưng di ảnh không? Cũng được. Mới cầm với đầy đủ chứ. Phải đầy đủ tiền ghi không? Có mua xe hơi đầu đem dưới đốt dưới không? Xe hơi đầy đủ hết. Có mướn à? Có mướn nữa. Chết mẹ không lét mà đòi nhiều quá lấy tiền đâu ra. Có cần muốn hưu sinh không? Mua hưu sinh theo không? Mua luôn hưu sinh. Vậy là lúc đó một nhớ ông một bà quá xuống cái hầu nhớ hạ. Về báo là mua số mấy để trúng để làm đám ma mới linh đình đúng không? Có gì báo mơ chưa? Cho số Powerball rồi đấy. Nè mới năm mới nay Powerball cho số đi 1.5 tỷ. Lên tỷ rưỡi hả? Đợi rồi không trúng hả? Chưa ai trúng thôi, giờ đang 1.5 tỷ xếp hàng mua quá trời. Bữa nay nó mới sổ mà. Bữa nay sổ mới đang 1.5 tỷ. 1.5 tỷ vậy thôi, anh ghé anh mua nó đây. Sao quá trời, em mua 4 đồng, 6 đồng. Đi OCD chợ rồi sáng mua đi chiều sáng cái ai cũng mua hết trơn 1.5 tỷ xếp hàng mua nói là mua chiều chiều em cho vài trăm ngàn xài để nguồn chúng cho vài trăm ngàn nha. Biết đâu hàng mua số hàng có chúng là sao để có mua mới có cơ hội chúng, không mua đâu có cơ hội chúng. Thôi mà lâu lâu vui vậy thôi vui. Chứ đâu phải là nói ngày nào nó màu đen bổ nè mọi người ơi, mọi người bỏ cái gì đây nữa trời ơi, là trời dâm nên ai dành hay là ai dành đây là cái ai dành đây lấy màu đen. Ủa chiếc xe đâu anh Chánh? Nè nè bỏ vô giùm hăng đi. Lấy hai hộp bỏ bên nhà đây hộp nhà kia. Bữa nay Costco đi cuối tuần đông quá hả? Để coi mình cần mua gì. Ủa ai mua chanh làm gì vậy? Chi vậy? Ủa chanh nhà thiếu gì đi mua chi cho tốn tiền mấy cái không đúng cách vậy? Nhưng mà chanh thiếu gì sao ổng thích loại chanh này hay gì ta để hỏi ổng coi. Không, chanh này đó. Vậy là cho ổng thích chanh đó chứ nhà chanh thiếu gì sao phải mua chanh. Không, chanh màu vàng là mắc tiền nhất hơn loại chanh này nữa. Tới mà không có mùa đó một trái mấy đồng bạc. Ừ, mà không biết sao không mua chanh ai biết ổng à. Để họ hỏi không coi.
Đó, rồi anh chàng mập là lửa ủa ha, ha, hết xà bông phải không? Hết xà bông ở nhà ừ. Hết xà bông rồi. Mochi nè. Ủa mochi ăn với cái gì? Này. Quấn lại ăn hả? Với trứng gà. Có ăn đi cho ăn sáng để ăn sáng. Tôi cho mày đi không nổi luôn. Mà nó dễ ăn nữa thì ăn tối cũng đừng nữa. Tại breakfast cái này món này dễ ăn lắm. Cho mày đi. Tàu tôm chiên à. Tao cho mày lăn luôn, mày ăn cái này tao cho mày lăn luôn sĩ ơi. Giờ đang on sale có mấy đồng bạc giờ không mua chơi. Hiếm đi. Thích thì cứ ăn cứ mua không gì hết. Giờ sĩ có bạn gái mở phải học mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Để cái lu luôn. Cái lu luôn. Có con mở. Cái này là cái lu rồi đó, cái lu lăn rồi. Sauce để ăn chung. Ê bữa nay cả nhà mình COVID giờ cho tự ý thức đi ra là đeo khẩu trang được mọi người. Đó thấy không? Ai cũng phải đeo nè. À. Để không bị lây. Đúng rồi, cái này là mình lấy người ta hay người ta lấy mình. Mà nhìn đi everybody đâu có ai đeo đâu. Không. Chỉ có mình đeo là người ta dọa mình tụi mình cái nhóm tụi mình bệnh. Người ta mới khen mình chứ. Khen chứ. Tức là mình cái đó là mình tự ý thức. Hiểu không phải là mình ăn cơm chiên. À. Lạc sữa nữa chiên cơm phải không? Đúng rồi. Nó dễ đi dễ hơn. Ngày mai tôi chiên ha. Ờ. Mai nấu cơm nhiều tôi chiên, tôi mua sốt như vậy. Lại. Có chân này. Mua nãy giờ đi chợ mà hằng nói mấy ông phải xài biết hà tiện cái gì nè nè mọi người, hằng nói đúng chỗ thì mới xài, còn không có đúng chỗ là không có xài, mình phải biết tiết kiệm, mình xài đúng chỗ. Ủa cái này là cho bị flu cho nên cảm nè, về quậy ra nước uống nè, nè giống như thuốc vậy đó. Uống để hết bệnh. Đúng rồi, ai cũng uống á, về nhà ai cũng uống đi. À, ai cũng bệnh giờ pha vô với nước cam hồi mình ghé chợ Việt Nam mình mua mấy can nước cam bự bự á. Có hả? 5.5 diễn lát mình ghé đi. Kia em mới mua nè. Diễn lát ghé uống hai ngày, uống có hai ngày uống hết. Tại trong hãng cũng nhiều can người bị mà uống nước cam. Đúng rồi, bị này phải uống nước cam nhiều vô. Nước cam phải nước. Nó là giống như sinh tố chút. Nước giống như nước cam. Có chút xíu mà 10 đồng bạc. Thôi vậy mua lấy đi thì giờ cho ba đứa con nó uống. Ba đứa con nhỏ mà cầm lên có chút xíu hút một cái hút một cái là dinh dưỡng cao đó. Thì hằng nói hằng nuôi đô con hằng ăn cái gì thì nó ăn cái đó y chang con mình thôi, là có một ủ bán đồng nó y chang con hằng thôi chứ không khác gì hết á. Đi ra đi mua mấy bữa đang làm tuần sau học rồi anh. Ờ, có thằng Cali. Hello cô. Anh dẫn ba đứa đi. Còn xíu rồi, loại này còn có xíu rồi, sẵn mua luôn. Ngày mai tôi đem cái túi cà phê sữa mua lộn. Không muốn này ngon hơn. Anh Đơn dẫn ba đứa đi mua đồ. Cái thằng đứa thì đòi banh, đứa thì đòi này kia. Thì mỗi đứa một món, đứa nào đòi gì lấy đó. Đó. Thằng đô thì đòi gì, banh đánh đất kịp bo. Giống nhau hết á, giống nhau hết á. Coi như là nói chung là ba dẫn ba đứa đi ra là đứa lấy này đứa lấy kia là đều giống nhau hết trơn. Nuôi cũng giống như con luôn vậy. Lấy trứng gà đúng không? Ờ, trứng gà ở nhà còn nhiều lắm. Còn nhiều. Ok. Cầm chiên trứng gà ha. Ê, cà phê này sao nè, xong lấy cà phê này. Không có chứ cà phê. Cái này không có cà phê. Cái này đi khác một gì khác. Gì khác. Vậy hả? Ờ, muốn có cà phê. Chị thích uống cà phê đi khác đó. Thôi đi khép thì tôi lấy. Lấy đi. Tại vì uống nhiều khi mình thèm cà phê mà uống tối ngủ được thì mình uống đi khép. Còn cái này á phải mất công xay nè. Biết rồi, có xay mà làm biến pha nữa. Ở nhà còn chưa lấy nữa. Ở đây anh Sĩ thôi, ông Hùng thôi. Cái kia vậy dẫn vô quay cái mặt coi. Ok. Alo. Alo. Khẩu trang da. Cái này chắc Vũ luôn bự quá ha. Ủa này bự quá. 29-30 á Vũ. Cho nó tới nè đi nát rồi nè, có quần bận đi nè. 29-30 á. 29-30 á. Lo cho mấy ông nội. Nhiều nhất là 30 rồi Vũ. Mọi người ơi. Vũ mập. Vũ ốm tay. 30-30 đi ha. 30-32 đi. 30-32 cho nó. Đó, cái nó 30-32 quá. 32. 30-32. Con này đồ cho nó đi đường thôi. 30. Còn đồ hát thì nó có rồi, đi vô kho lấy đồ, đồ cho nó bận hát thiếu gì.
32, 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 32
nó bự quá, bự nó quá nó ốm lắm. Mai mua chi nữa, thôi mua mai mua chi nữa. Quần áo ở đây người Mỹ 30 được, 30 32 được. Ờ. Chiều cao nó cao mà chiều ngang nó 30 à, 29 30. Mà nó mập lên chút cũng không bự nữa. Tướng nó vậy thôi. Ờ có hả? À, lấy màu sáng sáng đi. Bên kia nhiều rồi chị. Nó khác loại. Mỏng mỏng á. Mỏng này mấy không coi nè. Ờ 30 nha. 30 đó. 30 với mấy? Ồ cái này hiệu banana đó. Ý banana hả? Ờ. Đã vậy? Ồ vừa ý luôn đó. Ủa nhiêu ăn nhiêu rồi? Ờ để coi cả. Ờ cái này được nha. Ờ cái này vừa đó, cái này được, lấy cái này. Rồi để vừa banana hả? Phải banana không vậy? Thôi để vừa. Nó có sao không? Nó có sao mua cho mấy con của nhà nữa mình đâu. Ồ giá banana hả? Ồ tôi cũng mua một cái. Cái màu này, về màu này một cái đi. Ông không có beo cho nó nịch ha. Anh em có cầm. Anh em có beo. Ồ cái này bận vậy thôi à. Ờ không có beo. À. À, ngắn không? Vũ ngắn không? Nó bận gì vậy ta? Ờ vừa luôn á, Vũ vừa luôn á. Thở ngắn không? Không ngắn. Vậy thử được rồi lỗi lại. Mấy cái quần của thằng là chiều dài vừa, phải không? Ờ. Tại vì nó bận sợi chứ. Một bạn 20 cái cũng đẻ bạn anh à. Tôi mặc 32 30 để cho cô quay mai. Nó có 32, nó có size 1 cái này. Cái này 30 không size 1. Ờ cái này 32 nè. Em mặc 32 với 30. Ủa nó cũng quần ấy hả chị? Nó có 12 đồng vậy chị. Ờ cái đó quần bận ở nhà. Cũng đi chơi được mà. Đi chơi được chứ. Mà nó đẹp. Rồi sẽ bự. Có bên đây đẹp nè, kiểu này đẹp từ được nè, mà không có thay. Cái này 32-30 rồi. Cái này không gì? Kiếm cả 30-30 vừa nữa. Lấy đại 32-30 nữa. Cái này có 30-36. Dài quá. Đi anh về thì cũng phải 30. Thì bự quá. Không có nào theo đâu. Theo. Tôi cho mở thiện nữa. Để thiện đi nữa. Đi nè. Thiện đi nữa. Tôi kiếm rồi đó. Đi phải chuẩn bị mua quần mua áo cho nó ngồi của con mọi người. Cái này đúng là con mắc nè. Cái này 32-30. Ở này 32-32 nè. 32-32 chắc thiện được. Hơn thiện giờ ốm rồi. Ốm rồi nó phải nịch. Ừ. Thiện giống Vũ rồi. Vũ nó mập ra thì mập chứ, chứ nó không có... Không có bụng. Không có bụng. Thiện cũng không có bụng, nó ốm dữ rồi. Chút trước là có bụng Thiện. Tại giờ Vũ nó không có quần nè. Nhà lựa mấy cái quần để cho nó đi, đường nó có, nó mặc nó thay đổi nè. Còn lúc hát thì có đồ hát chứ. Vô mặt thì chắc có. Cái này mắc 12 đồng rẻ, ở đây rẻ nhưng mà không có sai sai Mỹ con 34 đô cao, cao lắm, cái này chắc được à. Nó bụng nó cao. Cao nhưng mà nó ốm. Ờ ốm này, ấy đẫm ra. 34, 32 thì được. 30, 32 à? Ừ. Ngang 30 dài, ô nhưng mà nó dày quá. Nó dày hết trơn hay là ở dưới mới dày, nó mỏng. Ở dưới chân nó dày, cặp dồi, cặp đùi. Xuống rồi hết dày. Ủa, cái này
cho ấm hay gì. Tiền đâu đi học được, anh mua lạnh tới không? Đó, người ta mùa đông, ở dưới thì mỏng. Rồi bằng hai chiếc giường đâu rồi đó. Giống người ta. Ngon, vừa. Mua đường đâu đi học tới vậy? 30 không? 34, 30. 30, 34 này chắc là đô quá hả? Chiều dài đô là 34 ha? 34 không? Ờ, cũng cỡ là dài dài cỡ này vừa. Yeah, nó cao lắm rồi. Ờ, đúng rồi, cái này chắc nó chắc cái vừa, ờ, vũ cao. Cho nó vẫn đi học nè. 30, 34. Sao sĩ, chơi được cái nào chưa? Chuẩn bị đám cưới chưa? Cái mùa này cho mùa đông nè, các bạn. Mỏng te. Vậy nó không thấy đâu. Mỏng te à, mùa đông về mùa hè. Nó bận vô sông á, sông bận có lạnh nữa. Hồi này ờ bận thêm có lạnh, tại nhà có lạnh này mà cần cái nhấu về tay chục phải chăng? Có 20 đồng mà. 30 đồng. 20. 20. Nó không có sale rồi. À, không còn sale. Không sale hả? Không biết có thể mua có thể bỏ lại. Không, cái ví dụ mình thấy nào, sale quá mua. Ờ, sẽ mua, ok. Không thôi, mình đi rớt mua, lúc nào đi rớt nó rẻ ra. Đúng rồi, rớt rẻ thôi. Walmart. Không lét vậy nó không sao mua cũng hay rồi, Walmart. Okay. Walmart cũng rẻ. Cái nào cần bận nhất á, còn thí dụ mùa đông mới mặc là để mùa đông đi, cái nó rẻ hơn. Thì Walmart có rẻ hơn á, sĩ. Mua này cho đô đi học dày nè, tại vì nó chịu lạnh dở á, cái này quá dày. Tại mới qua, mới quen, chưa quen. Mới qua nó chưa quen á. Nó chưa qua mùa đông. Nhỏ nhỏ cho con Vũ mình cũng có nữa. Không có 30, 30. Có 34, 30. Áo thì có, áo thì có rồi. Anh này có 30, 32 nè. 32 có rồi. À. Mới này dày. Đi sĩ ơi. Ở đây nè. Không lấy được cái nào à? Quần quần đủ mặt chưa? Quần có đủ rồi. Giống như cái nào mình thiếu mà. Còn nếu mua để mùa đông là. Ê ê, sĩ sĩ sĩ. Giờ mình mua mà nó chưa sao thì. Sĩ. 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 Có cái thùng quần size mấy? Cái này thùng khui ra. Cái thùng à, nguyên thùng à, khui ra cũng được, nó chưa khui thôi, nó chưa bán hết, coi có sai mình không. Đó có này, không biết có cho gì á. Thì đó, quần nó dạy quần á. Nó bán hết, nó mới để đơn. Mở sao được, của người ta, mở người ta là. Cái bài kem mới bắt mua nguyên thùng á. Mình lấy cái rồi. Người quay phim lại thì quay phim, nghĩa là mình lo mình dòng phim, mình quay phim. Nè sĩ. Không có con nhỏ rồi. Con kiếm con nhỏ mấy ông nội nhà mình ốm thôi mà. Nên chỉ có anh Vũ ốm. Vũ ông Bình ốm thôi. Ông Quyền. Đây. Ừ. Không có 30. Ôi, nhà em có quỳnh tây rồi đó, em ốm 30. 30, 30.
đi hát là mà cái là vườn tay, sao Vũ mặc vườn tay nhưng mà cái này bự quá. Em có quỳnh tay 30 á, rồi lúc trẻ còn nhỏ, ốm. Về về ngang có bụng bự á, kém 30 cho nó nữa. Về 32. Không bự. Ở đây. Xe đâu thế mày? Hai chiếc á. Ờ cái bắt đầu xong mình ha, cái bánh mới. Mua bánh mì. Còn bánh mì đó, bánh mì đây. Cookie gift. Loại mềm á xí ơi. Loại mềm giống ở nhà bữa chị mua. Đúng này phải không? Ờ loại mềm này đủ rồi. Được rồi. Này tới 23 tay ăn không hết là hết hạn. Mà cái kia mới 20, cái này 23 dư được 3 ngày. Cái kia ở nhà còn đó ăn cho hết trước đi rồi về ăn cái này. Ok. Phải loại này không lấy loại đúng nào? Loại này nè. Này 5 đồng hả? Loại nào ngon hơn? Này ngon hơn. Có nhiều loại đó, không thích cái nào lấy cái đó. Cái này hot dog. Cái này bánh mì hot dog. À bánh mì hot dog ok. Cái này bánh mì hamburger. Về lấy này đúng rồi. Ờ lấy cái đó đi. Okay. Ủa? Nó bao cái này mắc hơn hả? Cái này 5 đồng rưỡi. Cái này thì nó mềm, nó ngon hơn nè. Nó mềm hơn nè. Ờ, cái này ngon hơn nè, mắc tiền hơn nè. Thôi mắc hơn, ăn này đi. Ok. Anh coi hiệu gì? À, coi đi, coi thời hạn. Hàng 14 tây, tháng 14 tây. Tháng 10. Tháng, để coi cái nào better hả? Cái nào... là 20 nè. Ờ. Không còn cái trong kìa. 20. Ok lấy 20 đi. Ờ lấy 20 đi. Ok. Nhà đông mà cái đó ngon đó. Nó ngon rồi, nó mềm nó ngon. Okay. Mềm ở nhà mình còn peanut butter này kia đó chét vô ăn. Đúng vậy. Ăn sáng. Ok. Ăn sáng uống cà phê vậy đó. Đúng rồi. Chắc phim ở cho lì để ăn sáng uống cà phê. Đầy đủ hết chứ. Để lấp bụng để cho để ăn nhiều sáng sớm nhiều nó không có tiêu mau không? À. Ở bên này để cho lấp bụng có bữa trưa ăn nhiều hơn. Coi chip có sale không? Có lấy 13 rồi. Ờ chip có sale lấy rồi hả? Ờ ăn chip đó đó hả? Không có loại chip này nè, có sale không? Đây nè, có bớt tiền nè, lấy thùng đi. Nè. Cái loại này nè, bớt tiền nè. Loại này nè. Ừ, nó giảm giá đó, mấy ông ăn vặt còn hơn lại gì nữa. Thấy chị Hằng mua về ông nào cũng em à, màu tím đó. Ờ rồi lấy thùng đi. Lấy thêm thùng nữa đi. Thêm thùng nữa đi, thảy nhà. Thảy nhà bên đây cho ba đứa nhỏ. Đã cá hùng không biết lạc đâu rồi. Cái này nha, cá hùng chơi sắm cổ bản nguyên thùng. Oh sorry. Nước mắm này bố hẩm Mạnh Thường Quân cho thùng luôn. Đó chị trong Mexico á. Mạnh Thường Quân cho thùng nước mắm nè, thùng cà phê nè. Trời ơi, một bờ hai canh vô ăn bự nè, rồi xì dầu nữa, đường nữa. Cho nên là nhờ vậy đó mình đỡ mua gia vị cho nhà cho mấy ông thần trong dưỡng lão này cũng đỡ. Em với sĩ với tiền ăn trưa. Ờ có cho hai người tiền ăn vặt nữa. Uống cà phê nữa. Thấy không? Thấy thương không? Gạo Khang để suy nghĩ thôi, còn mua gì nữa, thiếu gì nữa nè. Giấm là chắc hồi mình đi ghé chợ nhà Mỹ á. Mình mua cái gì nước cam đó. Để coi rồi mua nước chuốt gì rồi. Nước ổi trước. À hả. Có thịt xếp nữa.
Ồ, nước ổi thôi, lấy thêm một lốc nữa đi, chị để ở nhà bên đây cho ba đứa nhỏ. Ổi nữa này hả? Ừ. Có ba loại nha, nước ổi nè, nước cam nữa. Ổi không à, lấy ổi không. Lấy ổi không rồi, lấy cho. Để xe vô, để xe, để xác vô. Ông nội hùng ở đây mà. Chửi nãy giờ hả? Ờ, nãy giờ nói ông nội đi mất rồi đó. Nè, lấy ông hùng, lấy này. Đi nhưng mà biết đường tìm chị. À. Ông nội đi mất rồi. Ông nội đi, quá đi tìm. Ơi, đất ơi, cái này một cái gì nó như 14 đồng biết không? 14 đồng có mấy cục à? Cũng mười mấy cục. Thôi bây giờ tôi đâu có nghe được mùi vị đâu ăn. Cái này dai. Dạ không nghe được mùi vị luôn sao ăn? Ăn thành ra cái mùi nào nó ngon cũng không thưởng thức được luôn. Ô cái này wasabi nè, đó, thằng thích ăn cái này cay cay nồng nồng wasabi nè. Đó. Ok, wasabi. Nậu. Ờ, cái đó là thằng thích đó, thằng thích. Cái này là hàng đi mua cho con của hàng uống rồi thê, còn hồi mấy anh là mua loại khác. Bỏ đây đi. Sao bỏ đây được rồi. Bỏ đây được rồi. Bỏ đây được rồi. Bỏ đây được rồi. Ok. Đó, cái đó là mua cho ba đứa con đó nha. Rồi. À hả? Dạ, loại này nè, chó chân nít. Giống như sinh tố vậy đó, trái cây nó xay nước đủ thứ vậy đó. Mango, apple, strawberry. Dạ, yeah, nó thích uống vậy đó. Ừ. Rồi đẩy đi, đẩy đi. Ngon, uống ngon lắm. À. Rồi đẩy đi. Orange juice nữa. Orange juice nữa. Đó, orange juice nữa. Orange juice là mua cho bé Đô uống. Bé Đô à? Bé Đô, tại vì con chị nó uống, Henry uống chút chút thôi, xin đi uống. Ok. Ừ, cái này là cho bé Đô uống. Cho bé Đô. Okay. Để uống đi, có vitamin nhựa cho bác coi chứ. Với lại nước ổi nữa, nước ổi nữa. Đó, uống nước ổi vậy đó. Nước ổi. Nước ổi nữa. Cho à. Buồn. Nước ổi nhà thì Henry uống, Cindy không uống. Uống lạnh ngon. Ờ, uống lạnh ngon. Cho nó lạnh nó rót vô giờ uống ngon. Dạ. Yeah. Rồi, đây. Ok, đi. Ờ, anh Danh đẩy chiếc hả? Ờ, anh đẩy chiếc. Đẩy chiếc gặp em không vậy? Ờ khoan, để vô mua dầu gội vậy cái đã. Tắp xe vô đây đi. Ờ coi cái dầu gội số 8 có bớt tiền không. Cái nhà anh như dầu gội số 8 ở dưới phòng dưới mấy ông nội còn không. Còn không dầu gội số 8 á. Ờ xà bông á. Còn không? Hết rồi phải không? Hết rồi. Hết rồi, ok. Xà bông ngoài đầu, xà bông cục để sẵn nhau đúng rồi. Xà bông cục luôn. Xà bông cục ở nhà có. Có hả? Có. Không vậy, quên hỏi. Bây giờ để coi mua cái loại nào nhỏ nhỏ một cặp để chị đi chị đem theo nữa nè. Ok. Cái này bớt tiền hay ta? Cái này bớt tiền 10 đồng cho. Đây là cái đó. Pantene, Pantene. 9 đồng. Phải không? Pantene, hả? Dầu xả. Dầu xả tóc á, conditioner. Nhưng mấy ông đâu cần xả tóc đâu, đàn ông là shampoo với lại sữa tắm thôi hả? Đây nè, cái này shampoo nè, bớt nè, lấy một chai bự đi. Cái nào? 10 đồng đó, linh xinh đó. Cái này, ok. Ờ. Shampoo đúng rồi, một chai thôi. Ờ, rồi khoan coi sữa tắm có bớt không, lấy nè. Okay. Một dĩ nó mấy chai vậy, ba chai, nó bớt còn 11, đâu lấy đi, lấy sữa tắm. Ok. Nó bớt loại nào vậy, body wash cho là hiệu gì? Này, hiệu đốt. Hiệu tô hả? Ờ, đúng rồi. Còn ở dưới này không có bớt, bớt ở dưới hay ở trên vậy? Nè, anh để Olay, bớt Olay thôi, lấy Olay đi. Đô không có bớt, ừ. Lấy hôm nay dưới kìa. Ok, vậy... Rồi cái hồi lấy một chai sữa tắm với một chai dầu gội đem xuống để phòng tắm dưới. Ok, diễn này... 11.19 phải không? Ừ, đó, cũng như 12 đồng. Đúng rồi, hiểu đó. Đúng rồi, nó bớt đó. Rồi lấy đi. Cái này phải bông bông. Sữa tắm, body wash. Body wash, ok. Body wash. Okay. Còn dầu gội đầu rồi ghiêng đó. Nè, shampoo. Ok. Rồi. Một cái body wash, cái một cái shampoo gội đầu. Olay.
Rồi đi lại đây đó, coi cái loại chỉ xỉa răng coi nó có bớt không. Chỉ xỉa răng. Nó nằm ở bên đường nào ta? Ờ, mấy cái loại đó là nằm ở ngoài. Chưa cho bữa nay mình đi quét cầu tới hai xe luôn ha. Hai xe đúng vậy. Rồi, mọi người ơi. Đó. Cái này là mua đồ ăn không đó? Mua đồ ăn xong á. Mua đồ ăn cho hai căn nhà. Đúng rồi, mấy ông nè, thích món nào là mua món ấy nè mọi người, đó thấy chưa? Mua đồ ăn cho hai căn nhà nè. Hai căn nhà luôn. Nè. Ít nhất 1,000 nữa không? Ôi, em tính cái phút xanh chưa? 5,6,700, thiện hồi mình tính trả chung ra rồi. Trả chung đúng rồi. Coi như là chỉ đồ ăn thôi chứ mua mấy cái đồ kia là chị trả tiền hết á. Ok. Tại vì mấy cái gì đó, nó đâu có tính phút tem. Quần áo, xà bông rồi là không tính phút tem đâu nha. Đúng vậy. Giấy rồi là không tính phút tem đâu nha. Đúng vậy. Là chị trả tiền hết rồi. Ok, không sao, có cash bên đây nè. Có gì rồi. No, that's ok. Tính cho. Để chị trả cho. Lúc về tính sao? Để Khem trả cho. Ừ, để ở đây chị trả cho. Tại nó nằm cho phút tem, có cash phút tem luôn. Ờ, vậy hả? Có gì Khem trả xong cái chút xíu về xin tính sao? Ờ, ra chị trả lại đúng không? Đúng vậy. Ừ, ok. Hello. Hả? Ông về nhà đúng không? Rồi bắt ông ở đó đi. Nói hằng về tới á. Ông Lộc mời về nhà rồi. Ông Lộc mời về nhà rồi. Nhà cũ hả? Ờ, mời nhà cũ thì hết biết đường. Rồi giữ ông lại đó, tính tiền xong đi về liền đó nha. Ok, kêu ông ngồi đó. Trời. Ok. Là hết biết đường về, bữa nay hãng hàng mất tiêu giờ mời về nhà cũ tại đâu dưới nhà mới đâu đi về. Xa quá để cái xe. Ông đâu đó, ông Lộc về nhà rồi nè. Vô nhà, trong nhà luôn hả? Thì về tới nhà đó. Về nhà cũ á. Ông nói nhà mới anh không có biết đường về, tại bữa đó ông nói anh tính loại về nhà cũ. Tại vì nhà mới anh không biết đường về. Nó ok, về nhà cũ ở đây. Nội của con mời về đây rồi. Đây rồi, cả này nè, ông có nội con mời về đây nè. Giờ tự biết mời đây vô nhà tắm rồi hả? À? Chưa. Ôi chưa hả? Thôi đâu mà có quần áo mà thay kiểu này vậy. Đâu nè. Ủa mà biết đường mời về đây hả? À? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Chưa tỉnh, thôi về đây tắm rửa ăn uống tỉnh cho ngủ rồi cho tỉnh cho thôi chết rồi. Mình không tỉnh là không ai cứu anh được. Rồi anh làm vậy là trên mạng người ta sẽ cười anh chết luôn. Người ta nói Nguyễn Vũ Hoàng Lộc là mất tiêu phong độ rồi. Cho nên phải đứng dậy. Ok, đứng dậy. Không có chuyện được nằm quỵ nữa. Biết đường mò về đây thì cũng còn ok rồi. Ha? Về đây gặp anh đó, chứ anh đang gọi em. À, chưa tỉnh nhưng mà nói chuyện gì cũng còn tỉnh. Ok, hay gắng tỉnh vậy. Rồi mấy ông ơi, xách đồ nào vô nhà xách nè. Cái lại những gì ở mất cho tôi. Hồi đó giờ phải ông vô phút con tay đi tôi mới nói. Cái câu này giống như câu dân Pháp đóng ở phim nào phim gì coi Pe Trường Bo phải không? Phải đó giờ giống ông Phúc của hồi đó giờ phải giống ông Phúc của Tây không ai nói chú Châu Dân Pháp cái đóng ở phim là Pe Trường Bo rồi coi ông còn biết khô ông loại bộ về hôm qua hằng đi kiếm ông không có gặp đó cả nhà vì nó coi hình năm ông hẹn với hằng mà hằng kiếm không gặp bữa nay ông biết khô ông loại bộ về nhà cũ thầy không biết đường về nhà cũ không biết đường về nhà mới thì ông loại về nhà cũ hằng gọi hằng nói ông Lộc về rồi hằng nói kêu ông loại đó cho tôi đi chợ xong rồi tôi ghé tôi rút đó còn biết không là bỏ về nhà cũ mất cười không nói ông đứng dậy cho tôi rồi đó giờ phải ông giống ông Phúc Cô Tây đi không ai nói ông nhà chọc đọc có coi phim đó bé sử tôi quay về từ đấy về những gì tôi mất quay về phải lấy lại những gì đã mất chứ có coi của Châu Dân Pháp đóng ai đúng không tôi mới bị què bị người ta bắn đâu có muộn măng đâu quay về tôi đấy về thuộc về của tôi những gì tôi đã mất đó phải quay về lấy lại những gì đã mất. Ok. Better tomorrow, cái phim đó. Bây giờ về tắm rửa ha, cạo râu sạch sẽ, ăn ngủ mập mập lên, rồi đi cắt tóc, cắt tay. Rồi vài bữa nó tỉnh tuồn ra. Ôi đất ơi là trời. Bị khả nữa. Anh cái quỷ này mệt quá. Thì đó, chúng cái quỷ đó mệt, anh biết mà. Này chúng chi? Không, anh biết chúng cái quỷ đó mệt đó, ông chúng biết. Chúng PowerPoint, chúng chúng này. Ăn về nằm ngủ rồi, kệ nó ngủ rồi, chịu đi rồi nó qua hạnh lộc. Về nằm ngủ rồi nó qua cơn chừng vài ngày, tuần là nó hết à. Lão quên à. Hiền Vũ đó, thế nó nằm vậy không, như xác chết, nó nằm riết nó cũng quen rồi, nó cũng ok mà. Thế anh thấy quan trọng cái ý chí, cái đó có thiệt anh Lộc. Quan trọng ý chí. Nó có đi ra ngoài là bữa đó anh Khanh giữ nó mà không được, dịch ra có chút xíu, có đi chỗ chơi chút xíu thôi. Chắc có một chút béo vậy, về cái thái độ khác là anh biết rồi. Lấy cái kiến này. Lấy đi anh, lấy một cái đi, mới mua đó. Yếu quá, 200. Cái đó 200 á. Yếu quá cái của anh Đơn trong nhà phải không? Yếu. Đơn lấy
Ờ cái đó mới mua 2 chấm đó. 2 chấm. Cái 2 chấm 2.5 lần. Ờ nay 2 chấm. Vậy là 2 chấm chắc ok, anh coi thử 2 chấm được. 2 chấm thì nơi dưới cũng được hơn là cái này. Không biết ai mà nãy giờ gọi quá trời nha. Gọi te nãy giờ 30-40 cuộc nghe, bây giờ nghe thử nha. Thấm gọi em. Đó thấm nữa. Alo. 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 Alo, ai vậy? Ờ có gì không mà thấy gọi tấn công điện thoại hàng dữ vậy? Ủa sao thấy gọi gì 3-4 cuộc vậy? Có chuyện gì không? Có chuyện gì cần giúp đỡ không? Gặp Hằng để làm gì? Không, cái gì nói đàng hoàng, Hằng đang ở ngoài không có nghe, nói từ từ, cái gì? Ai cần gặp Hằng để làm gì? Hả? Gì vậy? Anh là ai? Muốn nói chuyện với Hằng về vụ gì? Anh đi về Việt Nam, anh là gì mà muốn cần gấp nói chuyện với Hằng? Thôi bây giờ nè, bây giờ nghe Hằng hỏi nè, muốn Hằng giúp đỡ cái gì? Như Hằng nói cái gì Hằng không có hiểu gì hết trơn á. Đại khái là anh muốn Hằng giúp cái gì? Tới Fresno, Hằng ở San Jose mà sao tới Fresno để gặp Hằng? Ờ gặp Hằng để nói về chuyện gì? Ờ giúp đỡ cho anh chỉ đường đi nước bước anh đi về Việt Nam hả? Ờ rồi ủa tại sao anh phải về Việt Nam luôn? Ủa đi về Việt Nam chơi đi qua trở lại đâu cần bàn với Hằng đâu. Ủa vậy đi làm gì mà bạn với Hằng nói cái gì trời? Ờ cái đó thôi đi anh gặp Hằng đi rồi Hằng mới hỏi kỹ nha, nói qua điện thoại không biết đâu nha. Ok rồi bây giờ có. Ok bây giờ nghe Hằng nói nè. Anh phải nín nghe Hằng nói chứ anh nói không là Hằng nói sao anh hiểu Hằng nói cái gì. Ok bây giờ hiện tại cái phone Hằng không phải ai gọi lúc nào Hằng cũng ré đi bắt phone. Nếu như khi thì anh nín đi cái miệng sao Hằng nói một tiếng là anh la lên sùm rồi sao. Khi nào anh gọi Hằng không được anh text message. Ờ Hằng ơi tôi là tên gì vào ngày mấy tôi tới San Jose để gặp Hằng được không. Ví dụ như vậy thì Hằng coi tin nhắn và Hằng biết cái ngày mấy anh tới Hằng tiếp anh được hay không hay là cái gì đó Hằng sẽ gọi lại cho anh. Chứ anh gọi hoài như vậy đây nhiều khi á Hằng không có bắt phone. Tại vì Hằng đang làm việc, Hằng đang quay phim là Hằng đâu có nghe điện thoại đâu. Ha, nhớ là text message, ok ha. Rồi, ok, bye bye nha. Giờ ốm nhôm nhách. Đúng rồi, nãy mới mua thêm lóc quần chày. Giờ có đồ cho ông tắm. Hằng á, Hằng mà đi tối ngày đi mua quần xì cho mấy ông cố nội nhà Hằng mặc không mọi người. Đi vô Costco cái thấy quần xì sale cũng lại mua. Để khi mấy ông nội về tắm đâu có quần đâu. Đó, là mua chợ. Nếu mà nhà hảo tâm có ai thương mà thấy mà có on sale vậy đó cái mua cho cũng được đặng khi mua mấy... CK bán sấy thì có còn nó có bán CK chứ gì đâu à. Nãy giờ Hằng mua mấy cái đó thấy sale Hằng mua đó cho mấy ông nội mặt á mà nhà hảo tâm có ai thương mua cho gì cho quần xì. Mấy ông nội cùng chúng mấy ông cứu con nhỏ đó nha. Cho mấy ông cứu nội. Ai mặc sai gì nói luôn đi. Mấy ông này Hằng mua chung là sai medium không à? Ốm chút mặt cũng được, mập chút mặt cũng được, Hằng mua medium không? Mỗi người một phá. Mà như mấy ông cứu nội ốm không có ông nào đâu mập. Ông bệnh. Ông bệnh rồi thì ông đâu cần đâu. Ông bệnh ông mẫn thì cũng cần. Ông bệnh ông mẫn thì biết tự mua riêng. Ông bệnh ông mẫn thì không cần. Nói là mấy ông mua cho mấy ông cứu nội là mấy ông cứu nội homeless. Đi về tắm dưới suối rồi về tắm đó quần đâu. Thành ra là phải mua dự trữ vậy đó khi dắt về tắm. Còn quần nữ khi bà Nhung bà về bà tắm mà Hằng không có mua dự trữ trước á lấy đồ của Hằng cho mặc không à. Mà lúc này bà Nhung quá khùng mà không chịu về tắm. Như vậy 75 cân luôn. Oh my god, đổ một lần bình xăng 75 đồng thì gói xe này khoảng 70-80 đồng mà. Cái giá tiền. Mà chạy chừng bữa hai bữa là thấy hết bình xăng, bữa hai bữa hết bình xăng. Cái giá tiền. Người ta
hoạt động nhiều hơn. Wow, chiếc này đã vậy, khuyên người. Nào, không để ý xe. Không cần, tại vì xe đó mình cũng đâu chạy đâu, mình để ý làm gì. Chứ còn mà là... đâu có cần để ý làm gì. Chi chi nó chạy. Để em bao nhiêu mắt. Ăn nó không có cần xe đẹp, không có cần xe hiểu. Có xe mà chạy thì đừng hư dọc đường là được rồi. Không cần xe hiểu. Chứ không cần thích phải mua Lexus, Mercedes hay gì Prady gì không. Miễn sao mà xe nó chạy nó đừng hư dọc đường thôi. À, ok. Bây giờ bàn tay của ông Lộc bây giờ còn gì nữa. Bây giờ em chị bệnh gì mình đi. À hả, đó để về em chị bệnh cho. Ông nói ông bị bệnh nhiễm độc rồi, thằng nói ok, về thì thằng chị cho là nhiễm độc, nhiễm gì nó cũng hết. Còn gì á. Anh danh quẹo của Thu Lì nha. Yeah. Hứa với thằng hôm qua mà đi mất tiêu kiếm không gặp, bữa nay lội bộ về mệt rồi, mệt quá rồi, ngủ. Thôi ngủ đi. Ngủ cho nó khỏe. Xe thì làm dễ bằng ngủ á. À. Máy lạnh, con máy lạnh. Về tắm rửa ngủ. Đi. Ngủ xong rồi máy cái coi như đi là tuần sau là bắt đi tuần sau là bắt đi vacation luôn, là đi chơi đi một chuyến du lịch. Đi chuyến du lịch một tuần nữa. Đó. Ừ. Nói giờ là ổng chỉ có một việc là ổng ở nhà ổng ăn ngủ ổng cai cho thằng, cho anything ok hết, thật hoàn toàn tỉnh táo hết nè hả, tính làm gì làm ok. Rồi cái miệng nha. Sĩ hùng miếng, hùng miếng cho ổng đi, ổng đang vô bỏ hùng miếng sĩ. Lấy nước đặt lên cho tỉnh. Ổng ăn xích đồ mà xỉu rồi cái bơm kiểu gì á. Ổng đang chua bỏ hùng hùng ổng gì, ổng xích đồ mà xỉu. Xỉu mà lẽ vô cái ổng văn liền. Tỉnh liền, tỉnh liền. Tỉnh liền, cái này xỉu mà chua bỏ qua cái ổng tỉnh liền luôn. Cái kêu Vũ chua bỏ vô á, tỉnh liền. Cái này cả về kêu Vũ nó dẹo rồi chua bỏ nó liền cái ổng tỉnh. Gửi cái Vũ quẹo lắm á. Vũ bên đây dẻo dữ lắm luôn. Dẻo lắm á, người ta dẻo lắm á. Coi càng bỏ bê kinh xuống á. Bỏ tay ổng luôn rồi đó, giờ bỏng cái cả đó. Giờ cho ổng tắm rửa, ổng cạo râu rồi sạch sẽ. Để ổng ngủ ngay về cho tỉnh đi. Quá trời quá đất rồi. Giờ mình mẩy ốm sắc gạt luôn. Ốm còn thịt nào á, ốm y như hồi xưa, dưới suối vậy. Rồi kìa, cái khác nào đó. À, không giống như hồi xưa ha. Thôi bây giờ còn đã chút, hồi xưa cả ốm dữ, giờ cũng còn chút xíu. Cũng còn thịt, cũng còn chút xíu thịt. Không phải đúng hồi xưa thì quá ốm rồi. Ăn đọc dạy tôi mắc cái bụng rồi. Thì giờ đi giống như ổng đó. Dạ mất cái bụng. Thì giờ đi giống như ổng mà không ăn không ngủ vậy đó. Thì nó mất cái bụng. Ngủ có 3-4 tiếng ngày. Nhưng mà phải đi ngoài đường giống như ổng vậy đó. Rồi đi không á, là bộ vậy đó, là xuống á. Thì ổng lội bộ mà, ổng lội khắp nơi luôn. Trời đất ơi, không thấy thằng sĩ hồi xưa lội hả? Cái lội cũng có bộ xương không à? Đi tới thì tôi ban đêm bây giờ, ban đêm chỉ uống canh rồi cũng còn, chỉ có ăn xa là thôi rồi, không xuống. Mỗi ngày đem uống canh thôi rồi. Còn sĩ bây giờ thôi chứ thành cái lưu rồi. Mà nãy thì mua hai bịch chi chà bá lửa đó về để cuốn ăn sáng rồi chết rồi chết. Rồi tôi nói chết rồi, kiếm này xong rồi chết nữa. Tới ăn mà nó dễ no nữa. Dễ no mà nó ăn mà nó tém nó nuốt rồi cái scrambled egg với potato chiên lên, potato cắt hộp vụ á. Đúng vậy. Rồi ớt bự á, bell pepper á. Còn hôm qua tôi nấu canh phải mỡ mà nó không biết canh phải mỡ nữa, nó ăn cháo. Nó nói ăn cháo không à, chứ không có ăn cơm. Hỏi cháo gì? Nó nói đó cái này nè. Tôi nói canh phải mỡ không nội ơi, chán. Anh quay sĩ lại. Ok, em gọi sĩ với anh ngủ đi, anh ngủ đi. Ngủ đi. Cái hồi tụi em ghé mua bánh thì anh cũng nằm xe ngủ đi. Ghé mua bánh với mua thịt á. Cho ông ngủ. Bây giờ ông sĩ cho chồng ngủ đi. Mà đi mua chi, hồi nãy mua chi thì nó trời là trời, hai bịch chi nó bự này mày ăn đang chết hả?
Nó nói, này lần sau tôi nó nói để ăn sáng mọi người. Phải ăn này lần sau nấu cho Mỹ Ý chicken potato. Nó ăn đồ Mỹ, nó ăn liệm liệm vậy. Đồ Mỹ tại vì nó lớn lên nó đẻ Mỹ mọi người. Nó ăn đồ Mỹ. Nấu. Nhưng mà ở nhà ăn cơm với cá khô nó cũng biết ăn luôn. Nấu Mỹ Ý ha. Chicken potato. Ăn cá khô khô cũng biết ăn luôn hả sĩ? Nó dễ, cái gì nó cũng ăn luôn. Cái gì nó cũng biết ăn, nó giỏi. Henry của chị nè, phải ăn. Thằng Phùng nãy gọi nữa nè. Nó khùng, hồi nãy thằng nãy nó khùng, nó phá mình. Nó gọi nó nói cái gì đâu không hả? Nó nói đó, nhiều khi nhiều người phá mình vậy đó mọi người, hỏi sao. Nó tấn công điện thoại mình, rồi xong nó nói cái gì trên trời dưới đất không, mình không hiểu nó nói gì chứ. Nó khi bắt điện thoại lên cũng nổi điên nữa. Mình gọi nó trên trời dưới đất mà nó không cho mình hỏi nó cái gì nha, là nó nói hết á. Xong nếu gọi hoài mình lóc số vô. Giống như mình biết nó khùng nó phá thì mình lóc số vô nó lại thôi. Quá trời bữa nay kẹt ha. Cái chị chỉ cho anh kia chạy lại là con đưa xuống chùi chạy lại đây nữa. Xe bớt kìa. Nhiều chỗ kiều bẻ bớt. Mấy ông đi xe bớt nè. Ủa ông Hùng đóng teo rồi cũng không điện mình luôn. Chắc nãy lỡ bộ đi đó. Đi mua bia uống. Đi cực chợ. Rồi đi ra đó đặng mua bia uống. Rồi cho xong luôn. Bởi vì hỏi gì sao hẳn tức. Nhưng mà về nhà thì đỡ không ngại đỡ không uống nhiều. Nhưng mà cứ đi ra ngoài đặng uống. Chứ ở trong nhà đâu uống được. Là đi xe bớt. Đi mình đi lòng vòng vậy. Về, ê, nhưng mà ổng về dầu về có hàng kèm cũng đỡ hơn. Còn nhớ bữa hổm ổng mới về nhìn ổng ghê quá hả. Ôi mà cái nào không biết ổng ở đâu. Bữa hổm ở ngoài đường cái gì á mọi người ơi. Ổng ở ngoài đường uống gâu nghe mà ổng đen ổng nám hết mặt mày trơn á. Mà thấy ghê lắm mà ổng bữa nay đẹp lại ha. Bữa nay thịt thà đồ đàng hoàng lại. Con mặt có máu. Dạ dạ ăn được ngủ được rồi nằm trong nhà. Có máu hồng hào. Bó tay ông Hùng luôn hả? Đó đi khỏi vòng tay hằng là vậy. Ờ nhìn sáng sủa. Nhìn sáng sủa. Đúng rồi, bữa hổm sĩ thấy ổng lúc ổng mới về không? Về thì tối đúng mày gu kia mặt mày rồi mặt nám hết trơn luôn. Bị nám. Cái nói ông ngủ ngoài đường á vậy. Ổng nói ngủ ngoài đường đâu sửa tàu, nó đừng có xạo. Bị nám quá nên theo vỏ mà có giờ ngủ mấy ngày sau thấy cái xong cái về nhà rồi cái tối là ổng có cái ổ của ổng. Rồi ông chạy xuống ngủ, rồi ông nghe thời sự, rồi muốn trà ông ngủ. Hả? Anh Hùng á? Ở nhà đó. Cho nên là anh Hùng hôm nay đẹp lại đó, chứ hổm mới về ghê lắm. Hổm không đi, ông đi một thời gian đi, ông nói đi xuống Nam Cali. Nhưng mà chắc không đi bụi đời, đi uống rượu á. Ông uống tới ổng hả, nám mặt, nám mày thế còn. Đó, về tới nhà dầu gì cũng đỡ. Có hằng cũng đỡ, đâu có dám, có lén ở ngoài uống vài lon bia thôi chứ nó cũng đỡ. Là bữa nay mập đẹp lại rồi đó thấy không? Hả? Hỏi vậy đó, nó xa khỏi vòng tay hàng là nó nói là thôi không còn gì tưởng tượng nổi nữa. Mấy ông cứu nổi. Nói cái hình ảnh nè, tới giờ đi rồi đi đâu mất mẹ, bỏ luôn đi cho đi xuống hết vậy, nó bỏ luôn. Không thấy hoài sao đâu, biết đi đâu. Thì đó. Nó cũng ở trong nhà chị. Chắc đi ra tìm biết cơ mà kia đó. Mà đi cũng không nói gì biết. Ông đi xuống hết về mà, ông biết. Bây giờ biết đường về rồi. Quá không đi xe bớt. Không biết được, không đi xe bớt vậy. Trời, bữa nay thứ bảy mình làm gì kẹt xe ghê. Trời trước, cái gì nó kẹt không nãy giờ đó. Nhích vậy mọi người. Qua cái khúc này hả?